Xin chào mọi người. 안녕하세요, 여러분. 전 Hanoi Academy 베트남어 대표 강사 강린이라고 합니다. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ lại. Lại là một từ được sử dụng đa dạng trong nhiều tình huống trong đời sống hàng ngày. 오늘은 원어민들이 자주 쓰는 베트남어 lại 표현 6가지에 대해서 알아볼 거예요. Lại는 다양한 경우에는 쓰는 단어입니다. 지금 같이 공부할게요. 첫 번째 표현은 동사 lại에 대해서 알아볼 거예요. Đầu tiên, lại được sử dụng để biểu thị sự lặp lại của hành động. Lại는 동사 뒤에 위치하고 다시라는 뜻입니다. Mời các bạn nhìn vào ví dụ như sau. Alo, chị cho em gặp giám đốc được không? Giám đốc đi ra ngoài rồi em ạ. Vâng, em sẽ gọi lại sau ạ. Anh nói lại được không ạ? Em không nghe rõ. Em làm bài này sai ạ. Ừ, em làm sai rồi, em làm lại đi. Em gửi lại báo cáo được không? Anh chưa nhận được. Vâng, để em gửi lại báo cáo cho anh. Anh quyết định chưa? Anh chưa, anh cần suy nghĩ lại. Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé. Vâng, ngày mai mình gặp nhé. Mẫu câu, động từ, lại còn được dùng để biểu thị hướng của hoạt động nhằm kìm giữ, kìm hãm, làm cho hoạt động không phát triển. 그리고 동사 lại는 억제하거나 반전하지 않도록 하기 위한 행동의 방향을 나타내는 거예요. Mời các bạn xem ví dụ như sau. Em muốn xuống ở đâu? Dạ, anh dừng lại ở đây ạ. Em đóng cửa lại đi. Trời lạnh quá. Đứng lại, đừng chạy nữa. Phía trước có ô tô đấy. Em nhắm mắt lại đi. Anh tặng em cái này. Ôi, vòng đẹp quá. Cảm ơn anh ạ. Mẫu câu thứ hai là động từ hoặc tính từ lại. 두 번째 패턴은 동사 아니면 형용사 lại라는 표현입니다. Ở đây, lại biểu thị tính chất ngược chiều của hành động, hướng về cái đã qua, cái đằng sau, cái ban đầu. 여기서 lại는 뒤에는 것, 지난 것, 원래 것을 향한 과정이나 활동의 반대의 성질을 나타내는 단어입니다. Mời các bạn xem ví dụ như sau. 예시 보세요. Anh cho xe lùi lại được không? Em chờ chút nhé. Bao giờ anh quay lại? Lát nữa sẽ quay lại. Em chờ chút nhé. Anh ấy thường hay nhớ lại quá khứ. Chị ơi, chị đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn em, chị đỡ hơn rồi. Vâng ạ, mong chị mau khỏe lại ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu câu lại, động từ hoặc tính từ. 다음 패턴은 lại, 동사 아니면 형용사라는 패턴입니다. Ở đây, lại được dùng để biểu thị sự tiếp diễn của hành động. 여기서 lại는 동사 앞에 위치하고 또라는 뜻입니다. Mời các bạn xem ví dụ như sau. Dạo này trời mưa nhiều quá. Ừ, hôm qua trời mưa, hôm nay trời lại mưa. Lần này em lại đến muộn rồi. Dạ vâng, em xin lỗi anh ạ. Lần sau em sẽ đi sớm hơn. Vừa rồi em bị đau bụng, bây giờ lại thấy đau bụng. Em nên đi khám đi. Hôm nay anh lại uống rượu à? Em bảo đừng uống nhiều rồi mà. Anh sẽ không uống nữa. Lan lại khóc rồi, có chuyện gì thế? Em ấy lại thi trượt rồi ạ. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu mẫu câu động từ lại và lại động từ. Mẫu câu động từ lại biểu thị sự lặp lại của hành động, và lại với động từ biểu thị sự tiếp diễn của hành động,
Vậy hai mẫu câu này có gì khác nhau? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. 아까는 동사 like라는 패턴은 다시 뭐뭐라는 뜻입니다. 근데 like 동사는 또 뭐뭐라는 뜻입니다. 어떤 차이가 있는지 저와 함께 같이 볼게요. Mẫu câu động từ lại biểu thị sự lặp lại của hành động với cùng một đối tượng. 동사 lại라는 패턴은 동일한 대상으로 어떤 행동을 반복하는 것을 나타내는 거예요. Mẫu câu lại động từ biểu thị sự lặp lại của hành động với cùng một đối tượng hoặc với đối tượng khác. Lại 동사 패턴은 동일한 대상 또는 다른 대상으로 행동을 반복하는 것을 나타내는 거예요. Mời các bạn xem ví dụ như sau. 예시 보세요. Trang làm báo cáo này rồi, nhưng bây giờ Trang phải làm lại vì chưa được. Hôm qua Trang làm báo cáo rồi, hôm nay Trang lại làm báo cáo nữa. Tháng này Trang phải làm rất nhiều báo cáo. Anh ấy sẽ đọc lại quyển sách này. Quyển sách này rất thú vị. Hôm nay anh ấy lại đọc sách. Ngày nào anh ấy cũng đọc sách. Điểm khác nhau thứ hai. Mẫu câu động từ lại không mang sắc thái tiêu cực hay tích cực. Còn lại với động từ thì có thể sử dụng để biểu thị sắc thái tiêu cực. 두 번째 차이는 동사 lại라는 패턴은 부정적인 어감이나 긍정적인 어감 나타내지 않는 거예요. 하지만 like 동사라는 패턴은 부정적인 어감을 나타낼 때 사용할 수 있습니다. Mời các bạn xem ví dụ như sau. Hoa nghe lại bài hát này nhiều lần rồi. Bài hát này rất hay. Hôm nay Hoa lại nghe bài hát này rồi. Sao ngày nào Hoa cũng nghe bài này thế? Chán quá! Anh ấy đã sửa lại cái máy tính này rồi. Bây giờ dùng được rồi. Anh ấy lại sửa cái máy tính này rồi. Nó cứ hỏng liên tục. 다음 패턴은 lại 동사 아니면 형용사라는 패턴입니다. 뭐 câu này được dùng để biểu thị sự trái với lẽ thường, trái với điều mong đợi của người nói hoặc trái với điều đã xảy ra trước đó. Mẫu câu này thường được dùng với từ nghi vấn sao. 이 패턴은 상식에 반하거나 화자의 기대에 반하거나 이전에 일어난 일과 반하는 성질을 나타내는 거예요. 그리고 sao라는 의문사랑 같이 많이 사용할 수 있습니다. Em ấy trước đây học rất chăm chỉ, nhưng bây giờ lại rất lười. Chị cần đi ngay, nhưng xe máy lại hỏng. Sao em lại đi làm? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Sao em lại buồn? Có chuyện gì thế? 네, 그럼 지금 lại 다른 뜻을 같이 알아볼게요. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một ý nghĩa khác của từ lại. Lại được sử dụng để biểu thị sự di chuyển trong phạm vi gần, gọi hay yêu cầu đến chỗ của mình, đến chỗ người thân quen hoặc đến những nơi xung quanh mình. 여기서 lại는 동사로서 오다와 비슷한데 가까운 곳으로 이동하거나 주변으로 이동할 때 사용하는 거예요. Em ơi, em lại đây. Vâng, anh cần gì ạ? Chúng mình lại chỗ kia nghỉ đi. Đau chân quá. Anh chờ một lát nhé. Em lại đằng kia một chút rồi về ạ. Ừ, em cứ đi đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa cuối cùng của từ lại trong ngày hôm nay. 지금은 lại 마지막 뜻을 같이 알아볼게요. Lại biểu thị tính chất ngược chiều của hành động so với hành động trước đó, đã nói hoặc đã biết. 여기서 lại는 언급한 활동이나
이미 알고 있는 활동이랑 비교해서 활동의 반대 성취를 나타내는 거예요. Em mua máy tính này lâu chưa? Vâng, em đang định bán lại vì nó cũ quá rồi. Tuần trước anh mượn em sách phải không? Ừ, mai anh trả lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài luyện tập. 지금 저와 함께 6 문제 같이 해볼게요. 인 tranh và dùng động từ hoặc tính từ và từ lại để hoàn thành các câu sau đây. 그림을 보시고 동사 아니면 형용사 그리고 like라는 단어를 쓰시고 이 문장들을 완성해 주세요. Điện thoại này lỗi rồi. Anh nhé. Em bài này được không? Em không nghe được. Khó quá. Chúng ta học ngày nào nhỉ? Em quên mất rồi. Để em lịch làm việc ạ. Mặc áo này, chị ấy như chục tuổi. Tuần trước, anh đã nơi anh sinh ra. Hôm nay mình mì ạ, chán quá, ngày nào cũng ăn mì. Anh nhắc bao nhiêu lần rồi? Em tắt điện trước khi về rồi. Chị ơi, chị, một chút được không? Em muốn nói với chị cái này. Sao em? Em bị điểm kém ạ. Bây giờ em cần ra ngoài nhưng chào, 오늘 여기까지입니다. 어떠셨나요? 재미있게 보셨어요? 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다. 앞으로 여러분이 베트남어 쉽고 재미있게 공부하고 싶으시면 우리 유튜브 채널로 꼭 오세요. 시청해 주셔서 너무 감사하고요. 감사합니다. 여러분, 다 dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. 다음에 봬요.